Tòa án Nga đã cho phép tịch thu tài sản của một số ngân hàng phương Tây. Reuters đưa tin, một tòa án ở Moscow đã cho phép tịch thu khoảng 12,4 triệu euro, tương đương khoảng 13,34 triệu đô la Mỹ tài sản do một công ty con ở châu Âu thuộc JP Morgan và Commerzbank của Đức nắm giữ ở Nga. Tòa án đã đưa ra phán quyết vào ngày 26 tháng 4, ủng hộ vụ kiện của ngân hàng Chase Capital Bank, Nga, một ngân hàng đang phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Trước đó, hồi ngày 20 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt với ngân hàng Chase Capital Bank của Nga, theo tài liệu tòa án cho thấy. Theo đó, ngân hàng này sẽ bị ngăn chặn tiếp cận các mạng lưới tài chính toàn cầu khi Mỹ cấm các tổ chức và cá nhân của nước này hoặc các đối tượng khác có hoạt động tại Mỹ giao dịch với Chase Capital Bank. Theo Reuters, các ngân hàng phương Tây và các công ty khác từ lâu đã lo lắng về tiền và tài sản của họ ở Nga kể từ khi xung đột nổ ra bởi họ sợ bị Nga trả đũa sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng. Nga đã tịch thu tài sản, thiết lập ban quản lý mới tại các công ty con của một số công ty phương Tây và buộc các công ty rời đi phải bán với giá chiết khấu lớn để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo đó, khoảng 1.000 công ty đã rời khỏi Nga nhưng hàng trăm công ty bao gồm nhà bán lẻ Pháp Alcan và Benetton vẫn đang hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động kinh doanh ở đó, theo phân tích của trường quản lý Yale. Hiện tại, Chase Capital Bank chưa trả lời các câu hỏi về vụ việc được gửi qua email. JP Morgan và Commerzbank cũng từ chối bình luận. Theo kết quả chính thức từ cuộc khảo sát, 39% người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ vẫn đặt niềm tin tương đối lớn về việc Chủ tịch Fed sẽ có những hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế quốc gia này trong năm nay. Con số trên tăng nhẹ so với mức 36% trong năm 2023. Trong khi đó, 28% số người được hỏi cho rằng họ gần như đã mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Fed. Thời điểm năm 2022, Chủ tịch Fed và các đồng nghiệp tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phản ứng khá chậm trước tình trạng lạm phát tăng cao, đạt mức chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Các quan chức Fed sau đó đã có động thái tăng lãi suất và lạm phát cũng đã giảm khá mạnh trong năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao hơn so với mục tiêu của Fed, và dữ liệu gần đây cũng cho thấy tiến độ để lạm phát trở về mức mục tiêu của Fed có thể đã bị đình trệ. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu sẽ tăng 2,3% trong năm 2024 và 3,3% năm 2025. Các con số này cải thiện đáng kể so với mức tăng trưởng chỉ 1% vào năm ngoái. Đại diện của OECD cho biết, phần lớn sự tăng trưởng này là sự phục hồi theo chu kỳ, khi hoạt động thương mại tăng lên cùng với sự tăng trưởng kinh tế nói chung. Trên thực tế, hoạt động thương mại gia tăng đã giúp thúc đẩy tăng trưởng tại một số nền kinh tế lớn thuộc Liên minh châu Âu, EU trong quý 1 năm 2024. Tăng trưởng chung của khu vực đồng euro quý 1 đạt 0,3%, đây được cho mức cao nhất kể từ thời điểm quý 3 năm 2022. Trong khi đó, tại báo cáo triển vọng kinh tế thế giới diễn ra vào tháng 4 năm 2024, IMF cũng dự báo hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu sẽ tăng 3% trong năm 2024. Còn WTO dự báo thương mại hàng hóa sẽ tăng 2,6% trong năm nay, sau khi giảm 1,2% vào năm 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EC, hàng hóa Trung Quốc được hưởng mức trợ cấp lớn như ô tô điện và thép đang tràn ngập thị trường châu Âu và thế giới không thể hấp thụ sản lượng dư thừa của Trung Quốc. Bên cạnh đó, để thương mại được bình đẳng, việc mỗi bên tiếp cận thị trường của bên kia cũng cần sự trao đổi qua lại. Liên minh châu Âu, EU đã thảo luận về việc làm thế nào để đạt được tiến bộ thực sự về tiếp cận thị trường và vẫn tin tưởng rằng sẽ có những bước tiến. Cùng với đó, sẽ sẵn sàng sử dụng triệt để các công cụ phòng hộ thương mại nếu cần thiết. EU đang ngày càng cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, có chung mối lo ngại với Mỹ về tình trạng dư thừa công suất do nhà nước khuyến khích trong ngành công nghiệp xanh của Trung Quốc. Những lời cảnh báo đã biến thành hành động khi EU tiến hành một cuộc điều tra về trợ cấp xe điện của Trung Quốc vào năm ngoái và đang cân nhắc áp dụng từ tháng 7 năm 2024 các mức thuế mới lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài ra, EU cũng đang xem xét kỹ lưỡng các ngành công nghiệp khác của Trung Quốc như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và đường sắt. Công ty dịch vụ điện toán đám mây Amazon, AWS, của tập đoàn công nghệ Amazon, Mỹ, có kế hoạch thực hiện một trong những thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Singapore.
với khoản đầu tư trị giá 12 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm tới nhằm tập trung vào các dự án đám mây và trí tuệ nhân tạo AI cũng như mở rộng hoạt động tại quốc gia này. Công ty cũng cho biết, gói đầu tư trên sẽ nâng tổng vốn đầu tư vào Singapore lên mức 23,5 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn 2 lần so với số tiền mà AWS đầu tư vào Singapore từ năm 2010, khi bộ phận điện toán đám mây của Amazon thiết lập trụ sở khu vực của quốc gia này. Theo đại diện từ phía AWS, nguồn vốn mới sẽ tập trung chủ yếu vào việc mở rộng hoạt động của công ty tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ. Nhập khẩu xe điện do Trung Quốc sản xuất tại khu vực châu Âu đã tăng vọt trong những năm trở lại đây. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng các nhà sản xuất xe điện trong khu vực có thể chịu thiệt hại đáng kể trước làn sóng thâm nhập mạnh mẽ các dòng xe điện giá rẻ của thị trường Trung Quốc. Chery Auto, nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Trung Quốc tính theo khối lượng xuất khẩu, vừa qua đã đưa ra thông báo về việc đã ký một bản hợp đồng liên doanh với EV Motors của Tây Ban Nha để mở cơ sở sản xuất đầu tiên ở châu Âu tại khu vực Catalonia. Nhà sản xuất ô tô này cũng đang xem xét xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô ở Anh trong thập kỷ này. Ngoài ra, vào cuối năm 2023, hãng sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc cũng đã công bố về kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên của châu Âu tại Hungary. Nhà máy này sẽ sản xuất các dòng xe điện và dòng hybrid cho thị trường khu vực châu Âu và sẽ đi vào hoạt động sau 3 năm nữa. Quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.